Đông Trường xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay Trường rất là vui khi được có mặt tại một cái nơi rất là thơ mộng và rất là lãng mạn, đó là thủ đô Budapest tại Hungary. Và Trường chỉ mới đến Budapest vào trưa hôm nay thôi, nhưng thấy rằng thủ đô rất lãng mạn và rất là cổ kính. Và đặc biệt hiện tại bây giờ thì Trường đang đứng trên một chiếc cầu rất là nổi tiếng mà ai đến Budapest cũng muốn ghé qua, đó là chiếc cầu được mang tên là cầu Xích. Cầu Xích có tên là cầu Xích là bởi vì chúng ta thấy có rất nhiều những cái sợi xích. Một tí nữa thì Trường sẽ quay cho mọi người xem. Và nó có một cái màu xanh đặc trưng. Và ở phía đầu cầu là hai con sư tử rất nổi tiếng. Một tí nữa chúng ta sẽ ghé ngang để tham quan là hai con sư tử. Và cái cầu Xích này bắc qua thủ đô Budapest để chia ra thành hai khu. Một bên là Buda và một bên là Pest. Và bên Buda là khu phố cổ và Pest là khu phố mới. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm cái dòng sông Danube mà rất là nổi tiếng. Thì dòng sông Danube này chia thủ đô Budapest ra thành hai khu. Và mùa hè hiện tại đang đến thì chúng ta có thể thấy được rằng là có rất nhiều những người dân của thành phố, người ta ra đây người ta phơi nắng, bởi vì mùa hè ở châu Âu rất là ít nắng. Hôm nay Trường thì không dám đi du thuyền trên tàu trên sông Danube bởi vì Trường sợ cái vụ mà lật tàu 3 tháng vừa rồi. Khi mỗi lần mình đi đến đâu thì sự cố đến đó, cho nên Trường tránh không đi, chỉ cho mọi người thấy dòng sông Danube.